Tuy là rau dại mọc hoang, nhưng rau dẹo có lượng protein khá cao, gấp 2 lần rau muống, cải bó xôi, gấp 3 lần rau dền, mướp, gấp 4 lần củ cải, bắp cải. Theo y học cổ truyền, rau dẹo là vị thuốc có tính mát, vị ngọt. Rau dẹo có đặc tính lợi tiểu, chống viêm và giảm ngứa, bao gồm hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da như viêm da mủ, chàm, dị ứng, khó tiêu hoặc tiêu chảy, kiết nị, trĩ nội, ngoại và bệnh tiểu buốt. Lợi sữa sau sinh, hỗ trợ điều trị tiểu đường, điều trị vết thương ngoài da, chữa vô sinh, ngăn ngừa ung thư, trị quáng gà, giúp ngủ ngon, giúp mọc tóc dài nhiệt, chữa bệnh vàng da, cải thiện tình trạng sức khỏe. Theo y học hiện đại, ferric trong rau dẹo là một chất chuyển hóa chính với các đặc tính chức năng khác nhau, chẳng hạn như chống áp xe, chống lão hóa, chống ung thư, chống viêm, chống xơ vữa động mạch, bảo vệ tim mạch và cải thiện chức năng tế bào nội mô. Flavonoids trong rau đã được ghi nhận là có tác dụng chống oxy hóa, loại bỏ gốc tự do, chống viêm và chống ung thư. Tannin đã được báo cáo là có chứa các hoạt tính kháng khuẩn, chống oxy hóa và chống viêm trong rau bia, etiestat và các hợp chất phenolic hoạt động như những chất thu dọn gốc tự do hiệu quả. Chiết xuất etiestat được phát hiện hoạt động như một chất điều chỉnh các kênh điện giải, điều chỉnh các chất điện giải trong thủy tinh thể của mắt, kiểm soát kênh dẫn đến việc lọc chất điện giải tốt hơn, do đó làm giảm lượng chất điện giải trong tế bào thủy tinh thể. Giá trị dinh dưỡng của rau dẹo. Những lợi ích sức khỏe mà rau dẹo mang đến một phần là nhờ hàm lượng dinh dưỡng đa dạng bên trong. Do đó, rau dẹo là nguồn bổ sung khá tốt chất đạm, chất xơ và vitamin cho bữa ăn hàng ngày. Chồi non và lá được dùng để ăn như rau. Rau này thường được chế biến bằng cách luộc, xào hay nấu canh. Trong video này, tôi chia sẻ cách nấu canh rau dẹo với nước xương hầm. Bạn xem video để không bỏ lỡ cách làm nhé. Món canh rau dẹo không chỉ thơm ngon, ngọt thanh cho gia đình, món này còn bổ dưỡng với hàm lượng giàu chất xơ, các chất khoáng như kali, canxi cùng các vitamin B có trong rau. Cách nấu canh rau dẹo cho 3 đến 4 người ăn. Đọt non của rau dẹo rửa sạch bằng cách ngâm với nước muối loãng 10 phút, sau đó rửa lại nhiều lần cho sạch. Nước xương hầm 1 bát to, thịt gỡ từ xương ra, thêm một chút gia vị, đảo đều. Hành khô băm nhỏ, phi thơm hành khô, cho thịt vào xào cho thơm. Bắc nồi lên bếp. Tiếp theo là cho hết bát nước dùng vào. Khi nước sôi thì cho phần thịt đã xào thơm vào. Cho hết phần rau dẹo vào. Trộn để rau chín đều. Lên lại gia vị cho vừa ăn. Hãy like nếu bạn thấy video này hữu ích và nhấn nút subscribe. Mỗi lượt like và comment của bạn là nguồn động viên lớn nhất cho tôi.
hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết nhé. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cho tôi. Rau dẹo chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, có tác dụng điều trị và ngăn ngừa nhiều loại bệnh. Vì vậy, bạn nên bổ sung rau dẹo vào khẩu phần ăn cùng với danh sách các món ăn xen kẽ để món ăn thêm phong phú và phát huy hết giá trị dinh dưỡng trong cuộc sống hàng ngày. Chúc bạn và gia đình có những bữa ăn ngon miệng. Click vào ảnh đại diện của tôi để xem nhiều video hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.